Thưa quý vị và các bạn, dù chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn diễn ra. Hôm qua ngày 15 tháng 5, lại xảy ra một vụ trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ. Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa ngày 15 tháng 5, cháu Bùi Duy Mờ, sinh năm 2017, hiện đang là học sinh lớp 1, trường tiểu học Thủ Sỹ, khi đang chơi ở khu vực ao sau nhà, không may ngã xuống ao bị đuối nước tử vong. Thời điểm trên, anh Bùi Văn Hát là bố của cháu Mờ, khi cho lợn ăn xong đã nhìn thấy cháu dưới ao và trục vớt nhưng đã không kịp. Hiện nay các em học sinh hầu hết đã thi xong học kỳ cuối năm và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè nên cần có sự quản lý chặt chẽ giữa cả nhà trường và gia đình. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng, việc bơi lội là hợp lý, song cần có sự quản lý của người lớn và kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống của mỗi em để nỗi lo đuối nước không còn tái diễn đáng lo ngại mỗi dịp hè về, để lại sự đau thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân.